Tiên không phải là một người thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, mà Tiên là một người rất là yêu gia đình của mình. Và bữa giờ em xem trên clip thì sau khi mà em đăng quang cũng có rất là nhiều điều tiếng nó không hay về gia đình em, xong mọi người cứ kiểu như là nghĩ sâu xa hơn. Thì em cũng mong là sau cái clip này và cũng sau cái lời phát biểu này, em cũng mong là mọi người hãy có một cái nhìn nó bao dung hơn. Và thực sự là Tiên đến tận bây giờ Tiên vẫn có một mối quan hệ rất là tốt với gia đình của mình, cho nên là mong rằng mọi người cũng sẽ là đừng nghĩ sâu xa hơn nữa, và cũng hãy yêu thương Tiên như các Tiên yêu thương gia đình mình. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Và bây giờ thì chị Tiên, em sẽ phục mặt để tổ chức kiến sự xuất hiện của những người thân yêu nhất của em có mặt trong ngày hôm nay. A short video for a better understanding of this meaningful message.